đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Yeah. Gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đôi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Bấm chuyện lên tin gia đình ta, dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đang ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Làm chi? Dạ. Đưa vợ về tập cho mẹ kiểm tra con chứ chi nữa. Kiểm tra chơi con trưởng thành đâu mà. Mong phụ huynh giúp đỡ thêm. Con nhỏ này. Em Nguyên, bộ bạn em hết thích cô rồi phải không? Thì sao? Mổ da hả? Mổ da hả? Đây chị massage cho, chị massage cho. Trời ơi, tay nghề massage của chị á hả là hơi bị hay luôn á. Thôi em không cần đâu chị. Dạ. À. Em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Ê. À dạ. Có sao không? Ủa Lâm Chi, mày sao vậy? Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi. Mẹ ơi. Lâm Chi ơi, Lâm Chi, tỉnh lại đi con, đừng có làm ba sợ mà. Lâm Chi, Lâm Chi ơi, Lâm Chi, tỉnh đi con. Chi ơi, bạn có sao không Chi? Lâm Chi ơi, tỉnh lại đi Lâm Chi. Nó chạy rồi kìa. Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, con tỉnh rồi hả? Lâm Chi. Lâm Chi. À, hồi nãy con bị ngất xỉu á, con có nhớ gì không? Ngất xỉu hả? Ừ. Nhưng mà tại sao con lại ngất xỉu? Hả? Cũng tại cái thằng này hết nè. Dạ. Con đi đứng cái kiểu gì mà để cho em xỉu vậy hả? Đâu phải tại con đâu, tại nó, tự nhiên nó chui vô. Cái đầu con xương cục mà. Mày im đi. Ông phần quá. Chi con, con có nhớ gì không Chi? Dạ thưa ông ngoại, con không nhớ gì hết. Ủa mà tự nhiên sao con lễ phép bất tử vậy? Tại sao vậy ông ngoại? Gọi liền, gọi liền, gọi liền cho thằng sĩ nó về cho ba gấp, mau lên. Chị ơi chị, con bị sao vậy chị? Con đừng làm ba sợ mà chị ơi. Chị ơi, đừng có làm chị. Mẹ sợ mà chị. Lâm không Chi. Không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Không sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà chị này là ai mà nhìn lại quát bạn này cũng vậy nữa. Là chị Tâm Anh với lại Tâm Ý ở trong nhà mình mà. Đúng rồi đó con. Con không nhớ hả? Chị ơi, mình khổ thiệt đó chứ. Mua cho cả đống vô rồi giờ xách đi không nổi. Sau này chắc bớt mua đồ lại, mua xe hơi quá. Không mấy kiếm người yêu quá, có xe hơi chạy. Ôi! Trời đất ơi, chạy gì mà ẩu tả quá vậy nè. Ủa, người quen. Ủa, cô mới đi siêu thị vậy hả? Anh đi lên bệnh viện hả? Đâu có, bây giờ tôi chạy về nhà. Người nhà gọi tôi về, nghe nói Lâm Chi bị đập đầu vô đâu đó. À vậy hả? Hôm bữa tôi vô bệnh viện á, cứ thấy đựng bạn gái rồi á, đẹp gái ghê luôn á, tóc dài, dáng cao ghê. Ủa cô thấy ai vậy? Bạn gái của anh á. Nói với cô thì chắc là người nào tóc dài, dáng cao đều là bạn gái tôi hết quá. Nhưng mà nè, tôi nói cho cô biết, tôi chưa có bạn gái. Xạo quá,
Anh mà chưa có bạn gái gì giỡn hoài. Tôi nói thiệt, tôi chưa có bạn gái. Ừ, vậy chắc chưa có bạn gái thiệt. Xách đồ vậy chắc là mỏi lắm hả? Đúng rồi, đỏ cái tay hết trơn hết trời luôn á. Tại vì á, siêu thị giảm giá cho nên anh tranh thủ gom. Nhưng mà gom bị hố. Nãy giờ xách về không nổi. Mỏi tay. Ủa, anh đi có một mình à hả? Đúng rồi. Xe động ghê. Ờ, xe động. Anh nghĩ sao nếu mà tôi và anh đi chung với nhau? Tôi có đi chung nhau á? Với lại cái đống đồ này nữa nè. Sao được, đâu tiền được. Trời, đâu có sao đâu, thì anh chịu khó đi đường vòng cái cũng được mà. Không được, tại vì tôi phải về nhà liền. Bé Lâm chỉ đang bị thương kìa. Cô làm ơn, cô tránh làm tôi được không? Cô đứng che vậy sao tôi đi về? Ừ, vậy thôi. Anh đi đi. Cô gì ơi, lấy đồ xuống tôi cái. À, tôi về trước nha. Biết phải đàn ông không nữa. Nói tới vậy rồi cũng không chở giùm là không chở giùm. Chị My. Ủa, Quang. Ủa, mình không có nhìn lén đâu. Mình chỉ coi coi bạn còn đau không thôi à. Bộ mình có quen biết với bạn hả? Tụi mình là bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn học chung trường, chung lớp với mình á. Thiệt hả? Vậy bạn vô đây đi. Bạn đứng ngoài đó mình khó nói chuyện lắm á. Bạn kêu mình vô đây á hả? Đúng rồi. Mình đang bụng muốn chết, không có ai chơi đây nè. Bạn vô đi, hai tụi mình chơi đồ hàng hay là chơi búp bê. Bạn cho mình chơi thiệt á hả? Thì bạn nói tụi mình là bạn mà. Mình xin lỗi, mình không nhớ gì về bạn hết. Không sao đâu mà. Bạn không nhớ cũng đâu có sao. Bộ mình có chơi thân với bạn hả? Hả? Có thân không ta? Mình có cảm giác bạn rất là quen. Thôi bỏ qua đi, bây giờ hai tụi mình chơi búp bê nha. Em vô đây làm chị. Để em đi cho đỡ. Đây nè chị. Ê, coi chừng nè chị. Cảm ơn em nha. Dạ không có chi. Xong hết rồi, em về nha chị. Thôi, về gì? Ngồi đây uống nước nghỉ mệt xíu đi rồi về. Thôi, vậy thôi, ba cái yêu thương này đâu có đúng sức em đâu mà uống nước gì. Ôi, đất ơi, thôi, ngồi đây đi. Ôi, quên nữa, nhà còn khoai tây chiên á, chị chiên khoai tây cho em ăn nha. Dạ thôi. Thôi, thôi cái gì, ngồi đi. Nè, em thử coi, chị chiên vừa ăn không? Dạ thôi, để em tự ăn. Thôi mà, ăn thử em đi. Em thấy cũng được. Thôi mà, ăn thử đi. Chị xin lỗi, để chị chui cho. Đấy em Quang à, thì ấy đã gần gũi với mày như vậy rồi đó. Đây là cơ hội, mẹ mau tấn công đi. Chắc chắn mày sẽ thành công đó. Chị Quang à, không được, không được như vậy đâu. Không được nên như vậy, bạn biết không? Bạn nghĩ đi, như hiện tại á, hai người sẽ dễ dàng đối diện nhau hơn, đúng không nè? Nè Kỳ Quang à, được nói chuyện với chị ấy như bây giờ là quá tốt rồi đó. Kỳ Quang, bạn phải lý trí lên chứ. Đúng rồi đó, được như bây giờ là quá tốt. Cái gì vậy? Chị ơi, em xin lỗi chị. Em có việc gấp. Em nghĩ đây không phải là khoảnh khắc thiêng liêng để ăn đồ ăn của chị đâu. Nhưng chào mà, chị em đi. Dạ chị em đi. Em ăn hết cái này. Hả? Quá hả? Ủa sao vậy ta? Nhiều vậy ai ăn cho hết? Harry! Với tình hình này là Lam Chi của chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hả? Mất trí nhớ tạm thời? Im coi cho nó nói coi nè. Vậy có cách nào điều trị không cô ba? Có nặng lắm không? Dạ, bị da đập cho đầu nặng quá. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mới được. Mọi người để ý đi, Lam Chi chỉ quên tâm ý tâm anh thôi.
chứng tỏ là bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà theo con quan sát con thấy chắc cũng không gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần mình chăm sóc con bé cẩn thận. Nhiều người mắc vài chứng này nhưng mà sau khi một thời gian thì hồi phục hoàn toàn. Vậy có nghĩa là không có sao đúng không? Dạ cái này mình phải theo dõi đến ngày mai mới biết được. Hứa là nó đừng có quên anh nha. Du Trong nói rõ hơn cho ba nghe. Đi 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 đi. Lạc Chi ơi. Hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nghe. Ừ, bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy á nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Ờ, nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là được chơi? Không phải luôn. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. À, thôi tụi mình đi. Ừ. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Ủa, có chuyện gì mà mấy đứa bày ra tùm lum gì nè? Dạ, tại vì phòng con á, có con chuột chết. Cho nên á, con dọn nó sẵn á, con dọn đồ đạc lau chùi luôn á con. Ờ, rồi có ai phụ con không? Mình sao làm nổi? Dạ, tất nhiên là có rồi, có anh Quốc phụ con. Nãy giờ anh Quốc khiêng xuống cho con không á. Anh Quốc. Trời đất ơi, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời luôn á. Cứ thử đó không giúp con coi có phải là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời hay không ha. Làm xong với dọn dẹp hết sạch sẽ cho cô. Dạ. Ôi, cứ nói vậy không. Để em lao bên đó cho. Lao vô ngoài tủ. Alo. Cái gì? Búp giúp. Đã kêu là em lặng nghe em thôi mà. Thì không vậy? Ok. My ơi. Hử? Anh có việc phải đi gấp rồi. Hả? Anh đi bây giờ luôn hả? Rồi giờ ai phụ em dọn tiếp vậy? Em tự làm giúp anh xíu nha. Hả? Sao mà được? Bạn anh bị đụng xe rồi. Lâm ơi! Lâm ơi Lâm! Lâm! Nhưng mà sao đống này sao một mình em dọn được? Thấy mình đeo đẹp không? Ừ, đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ. Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Có đau quá thì kêu chị nha. Dạ.
mình là bị gì ta? Rõ ràng là mình sắp nhớ ra một cái gì thì phải. Khó chịu à. Mình có cảm giác như mình không phải là mình thì phải. Sự luôn á, cảm ơn em nhiều lắm luôn á nha Quang. Không có em á, chị không biết sao mà khiên bàn trang điểm lên nữa. Dạ có gì đâu chị, ba cái đồ yêu thương này đối với em chỉ là vật bảnh thôi. Ở nhà em còn làm nhiều chuyện lắm. Em nấu ăn cho mẹ, giặt quần áo cho ba, rửa chén cho bà, cả nhà đều thương nhau nữa đó chị. Quang ơi, em đúng là người đàn ông tuyệt vời luôn á. Dạ. Dạ, chị nói gì? Chị nói em đúng là người đàn ông đích thực. Người đàn ông đích thật. Ừ. Thôi đi, còn cái cuối cùng nè, mình khiêng lên nhanh lên. Chị. Hả? Để một mình em cân vụ này cho. Thôi, mình đang sao khiêng được, phải hai người khiêng mới nổi. Chị. Hãy để cho người đàn ông đích thật làm việc này. Hả? Wow. Người đàn ông đích thật. Wow. Khỏe quá vậy qua. Thôi, vậy thôi em khiêng lên đi nha. Chị đi nấu cho em, đãi em ăn nha, ok không? Dạ, người đàn ông đích thực, cảm ơn chị. Quang ơi là Quang, sao mày ngu như vậy? Chị ấy nói như vậy á là dễ bật đèn xanh cho mày rồi đó. Còn chừng chờ gì nữa đi. Ác quỷ, bạn đừng nên quá khích như vậy chứ. Nè Kỳ Quang à, bạn cứ như vậy hoài á, chị sẽ từ mặt bạn, không thèm nhìn mặt bạn luôn đó. Nè, được như bây giờ là quá tốt rồi đó Kỳ Quang à. Quang à, không được như vậy. Thôi, không được quan tâm nữa. Tâm Anh ơi, bạn đâu rồi? Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Mấy cái này của Lam Chi mà, sao em lấy của Lam Chi? Em có lấy đâu, bạn đó cho em mà. Thiệt không? Thiệt mà. Cho thì được, chứ không có được lấy tùy tiện đâu nha. Nè, cho hồi nào vậy? Hả? Làm chi? Mấy cái đó là của mình mà. Đừng có mà mơ nha. Cho con miếng sườn nha. Không được ăn cái này, ăn cái gái ơi. Sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn hả? Trời đất ơi, đẹp quá à. Hay dữ vậy trời, cảm ơn em nhiều nha Quang. Ơn nghĩa gì chị ơi, mấy cái này đối với em á chỉ là vặt vãnh thôi. Vặt vãnh cái
cái gì, mấy cái này cũng phức tạp lắm luôn á. Không có em á, chị không biết phải làm sao luôn á. Đẹp quá. Cảm ơn em nhiều nha, giỏi quá. Chị Quang à, bạn mau tỉnh táo lại đi. Bạn đang nghĩ cái gì vậy hả? Còn phải hủi. Mày nhìn đi, mày không thấy hai người đó đang hạnh phúc hả? Nè, đừng có làm phiền nữa. Biên. Chị Quang, tỉnh táo lại đi. Bạn có chừng. Hạnh phúc quá. Đẹp quá ha. Hả? Ờ, đưa cho tao. Chi, đúng rồi, trả cho mình. Chi, Chi, không, trả cho mình. Chi, Chi, không, đúng rồi, không. Quang à, Quang ơi Quang, bạn cứ sống một cuộc sống chui vô tủ đồ như vậy hoài á, chị My không có thích bạn đâu. Quang ơi Quang, Quang ơi, bỏ tay bạn luôn á. Ê Lâm Chi, con nhỏ nhà quê Tâm Anh á, dạo này sao rồi? Càng ngày càng thấy nó càng dơ đáng. Dơ đáng là gì vậy? Có nghĩa là dơ dáy và đáng ghét. Chú ơi, tính tiền. À, có người tính tiền giùm cho tụi con rồi đó. Ai vậy chú? Cậu nhóc bên kia kìa. Ôi, đẹp trai quá à. Còn nít quỷ. Bạn, mình muốn nói chuyện với bạn một chút. Người ta muốn nói chuyện với tôi kìa gì? Thôi, cho tôi lại xíu thôi. Đi vậy, đi về. Bye bye. Muốn nói gì đây? Mình tên là Tuấn Khải. Mình rất thích bạn. Bạn là bạn gái của mình nha. Gì? Bạn nên biết á, người bạn trai của mình phải do mình lựa. Còn nít quỷ. Vậy hả? Mình xin lỗi nha. Ê, đâu vậy? Tuấn Khải, từ nay là bạn trai mình nha. Mình lựa bạn ơi. Con nít quỷ à. Dạ, thưa ba. I'm sexy and I know it. Sao mà giống siêu sao điện ảnh quốc tế quá vậy? Ăn bằng cái kiểu gì vậy? Con phải quay clip tự giới thiệu về mình để gửi qua bên Nhật á. Nhiều khi thích ba cũng không hiểu làm sao mà người ta cần biết gì một cái thằng đần độn như con làm gì nữa. Con ráng giữ hình ảnh của công ty nha con. Dạ. Cầm gì đó. Ở bên đó có mấy người ái mộ con cho nên họ gửi túi sách với lại áo quà qua tặng cho con. Dạ, còn đây là quà của ba nè. Ủa, ba cũng có nữa hả? Dạ. Bánh Nhật đó ba. Bánh dép. Mấy bà làm như tôi thèm bánh lắm vậy đó. Vậy bà thèm mấy bà hả? Mày nói gì? Con chào cô. Cô ơi, cô thử giùm con cái này nha. Cho cô coi coi. Vừa đó. Dạ. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền mua bộ đồ thể dục mới. Đồ con bị ngắn rồi. Mẹ nhớ là con mới mua đây mà. Ngắn cái gì mà ngắn? Bị ngắn thiệt á, tại con cao lên á. Nè, kiếm cớ xin tiền đang đi chơi hả? Đâu có, con nói thiệt mà. Nè mẹ nhìn đi. Đó, đồ thể dục mà nó ngắn vậy thì con chạy cái là tét quần liền luôn á. Thằng này nó cao nhanh vậy trời. Thiệt mà. Nè, 500 ngàn nè.
Dạ, con cảm ơn mẹ. Ê! Dạ. Mua mà còn dư là thối lại cho mẹ đó. Không có kiếm cớ lấy tiền đi chơi đó nha. Không có nhiều đâu mà mẹ cũng đòi tiền thối nữa. Có nghe chưa? Dạ 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 dạ. Nè Tâm Ý, khi nào con làm xong á, con cất bộ đồ này vô kho giùm cô nha. Cô ơi, nếu như mà không mặc nữa, cô cho con xin mặc để làm việc nhà nha cô. Cái gì? Đồ con trai mà con cũng thích nữa hả? Dạ không sao đâu, con thấy thoải mái mà. Có sao đâu, nếu con thích thì con cứ lấy đi. Dạ, con cảm ơn cô. Mẹ ơi, con nhắc bạn lại chơi nè mẹ. Rồi, mẹ ra liền. Ơ, hai đứa vô đây. Ai đây? Con chào cô, con là Tuấn Khải, bạn trai của Lâm Chơi. Bạn trai hả? Từ nay Tuấn Khải sẽ là bạn trai của con. Bây giờ tụi con lên phòng chơi nha mẹ. Ờ, hai đứa lấy lầu đi. Để mẹ nói chị Tâm Ý cắt trái cây đem lên nha. Dạ con cảm ơn cô. Đây nè, bây giờ bạn bỏ giày vào đây, sau đó bạn lấy dép bạn mang vào. Tụi con đi nha mẹ. Công nhận nè, bạn đẹp mà còn rộng nữa. Mới mẹ lớn mày đặt bạn trai với bạn gái nữa chứ. Nè Tâm Ý, cắt giùm cô dĩa trái cây đi con. Đi theo mình nè. Tránh ra đi, tôi cản cậu bạn trai tao. Mình xin lỗi. Ai vậy? Đừng để ý tới nó. Mẹ mình thuê chị nó giúp việc cho nhà mình. Nó toàn theo ăn bám thôi à. Nó nghèo tới nỗi mà ba mình phải tặng cái túi cho nó đi học á. Mắc cười không? Thì ra là vậy. Thôi bây giờ mình vô phòng đi nha. Phòng mình ở bên đây nè. À mà quên, bạn là con trai đầu tiên được đặt chân vô phòng mình. Phước ba đời đó nha. Vô đi. Ủa, em về rồi hả? Ủa, sao chị mặc đồ của anh Nguyên vậy? Ờ, đã Nguyên học mà không vừa nữa, cho nên chị xin cơ cho chị rồi. Sao, đẹp không? Bạn thấy hai con búp bê này đẹp không? Đẹp. Nó là hai con búp bê mình thích nhất á. Dạ anh chào cô. Cô chào con. Nè, mời hai đứa ăn trái cây nha. Dạ, con cảm ơn cô. Nè, con học chung lớp với làm chi hả? Dạ, con mới chuyển trường thôi à. À, học chung trường thôi hả? Dạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba con là giáo sư, còn mẹ con là giáo viên dạy cấp 2. Chà, nếu vậy chắc con học giỏi lắm hả? Dạ, ở trường cũ thì vậy chứ, ở trường mới này con không biết. Vậy mẹ hỏi gì nhiều quá vậy? Tụi con cũng có chuyện riêng muốn nói mà. Biết rồi, mẹ xin lỗi được chưa? Nè, hai đứa chơi vui vẻ nha. Có gì gọi mẹ nha. Ăn trái cây đi con. Mẹ toàn hỏi chuyện không đâu à. Người lớn thường vậy mà. Bạn sao vậy? Không có gì. À, để tình cảm của tụi mình được lâu dài hơn á, thì bây giờ tụi mình nói chuyện trước ha. Bây giờ bạn muốn nói chuyện gì? Bây giờ mình muốn đi vệ sinh cái đó. Thôi được rồi, bây giờ bạn mở cửa ra, đi thẳng sau đó rẽ trái thì sẽ thấy nhà vệ sinh liền. Cảm ơn bạn. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật bố. Sao bạn vô đây? Chào bạn. Mình tên là Tấn Khải. Còn bạn? Mình tên là Tâm Anh. Tên bạn đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hả? Bạn có bạn trai chưa? Đó giờ chưa có. Nếu vậy thì tốt. Bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn nha. Hả? Nhưng mà bạn đã là bạn trai của Lam Chi rồi mà. Ừ, trước đó thì vậy. Còn bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn. Ngày mai sau giờ tan học, bạn nhớ qua sân chơi cái bên trường nha. Tuấn Khải ơi, bạn đâu rồi?
nhớ đó, phải qua nha, không qua là mình không có về đâu á. Bye. Nhưng mà cái gì nữa đây không biết. Theo con thì sức quyến rũ của chú mạnh đến cỡ nào? Lấy gì mình giúp anh đi. À, thật không thể nào tin được. Em đã cho anh thấy. Ê, lại chạy, đứng lại. Dám nói sự với mình như vậy hả? Mình ghét bạn. Đón xem tập 37 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 6/5/2019 trên kênh HTV7. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.